Xin chào mọi người. Lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ dẫn bạn ấy đi chơi. Và vô tình gặp được chiếc cây đựng nhiều nước này. Còn bây giờ thì nghịch thôi nào. Ấy chết quên, khi xem video mọi người nhớ like cộng chia sẻ video giúp mình nhé. Còn ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký luôn nhé cả nhà ơi. Uống nước gì bạn ơi? Uống nước gì bạn ơi? Máy ơi, cho mình nước gì đi. Quay mà. Uống gì làm đi. Nhưng mà ở đây có chai lẻ đâu. Có không? Thử xem nó có thối lại không? Nó có giả lại không? Trả lại không? Ai à, biết? Đây. Có, tờ 10.000 thôi. Tất cả toàn chai lẻ. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bước 1, chọn mua sản phẩm. Bước 2, đưa tiền vào máy. Bước 3, nhận sản phẩm. Bước 4 đâu? Chú ý. Vua nồng để tiền thẳng khi nạp tiền. Máy không nhận tiền bị gấp hoặc cong vênh thủ rách. Máy không trả lại tiền thừa. Máy không trả lại tiền thừa. Cho đúng tiền. Máy không trả lại tiền thừa đâu nhỉ. Có một cái thôi. Không uống. Em không uống à? Không. Tờ 500 k à? Đút đi nó không trả lại đâu. Anh muốn nước gì ạ? Em muốn gì cũng được. Tùy. Cái gì cũng được. Bạn thích uống gì bạn uống đó. Để như nào đấy? Ai biết đâu. Cái này à? Để thẳng không quan nhá. Ê. Ui. Nó hút vào rồi hả? Nó hút vào thì sao? Ôi sao nó hút nhanh vậy? Rồi là chọn nước gì đây? Ai biết? Nước này nhá. Uống nước này thì em nhá. 39 đi. 3 9 cái nào? Enter bên kia đây nè. Tự nó rơi rồi. Đó vào, ấn nó vào. Không được. Đấy, ấn kẹo vào. Đâu rồi? Nó lạnh mà. Có gì đâu mà úi giời úi. Thấy chưa? Được rồi. Đây, đi. Bỏ nước đi bạn ơi. Đừng quên nữa. Vô đi xong rồi đi. Suốt ngày YouTube. Hết video rồi, chào mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.